có những người có một diện kiến bất di bất diệt. Dạ. Là ở Việt Nam là kèm theo tử là nghèo đói, rồi không tự do nhân quyền, rồi thì không tự do dân chủ, không tự nó là cái định kiến họ nó mặc định mẹ vậy rồi. Dạ. Mình không muốn họ đêm về Việt Nam một lần. Đúng rồi bố. À đúng rồi, để thì mình chắc chắn là cái định kiến sẽ thay đổi thôi. Hy vọng là sau này những người mà chống phá nước mình á, nó là cách khác, thích thành thật, không có biết ai. Nhưng mà nên xóa bỏ định kiến đó, bởi cái định kiến không đúng. Mình nhắc lỡ một lần nữa thì cách đây qua hay lên kia là cái ông chủ tịch của Liên Hợp Quốc, tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã qua Việt Nam và đã chúc mừng Việt Nam thắng cử thứ hai nữa, đã vào lăng của Bác Hồ, rồi cuối đầu thăm lăng đại khái quý vị, đại khái là những cái gì mà những cấp cao của nước của Liên Hợp Quốc đã làm là hết rồi. Thì có một cái like làm những cái thức bây giờ họ biết thì Việt Nam thì nó không muộn, nó không thể. Đúng rồi. Nhưng mà mình thích cái chỗ là nếu ngày xưa được như vậy thì tốt quá. Và ngày xưa họ bỏ rơi mình cách thê thảm. Dạ. Thê thảm. Nhưng mà những năm khó khăn, rồi phanh mặt làm thơ, phủ hoàng. Và bây giờ mình được như bây giờ là cũng tự bản thân. Đúng rồi, từ hai đôi chân, từ đôi chân đưa lên. Và tính bây giờ họ lại đi qua, họ chúc mừng thầy. Thì có mưu đồ hết cơ, không có cái gì mà không mưu đồ cả. Tất cả nhưng có điều mà chỉ thích là ghét cũng mày, cũng bao nhiêu số người đó, cũng Liên Hợp Quốc đó, cũng chủ tịch đại khái là gì đó. Nhưng ngày xưa chúng ta khổ chết mẹ luôn, làm bao nhiêu việc mà chúng ta không bao giờ ghé mắt tới mà chúng ta mà còn âm mưu hùa nhau để mà cấm vận làm đủ trò cả, cũng bao giờ cũng bao nhiêu đó cũng chúng mày, cũng chúng mày lại đưa tôi lên bay, nó khổ vậy đó. Giờ tôi ghét rồi tôi cứ tức là tôi phải chi ngày xưa mà tôi biết mày giúp đỡ tao thì đâu có chuyện gì, tao là chính nghĩa mà. Yeah. Tao là chính nghĩa nhưng mà tôi không thèm ngó cái chính nghĩa thì bây giờ tôi nói là ai tin tụi bay, khổ vậy. Bởi tôi đúng rồi, con lại nghĩ khác nha, con lại nghĩ là hồi xưa người ta lại đang thử thách Việt Nam. À, nó nói là chuyện người vui đang thử thách Việt Nam mình, con có bị rộng không? Nhưng mà về nó lại một cánh nó bay lên. Thì tổng thư ký Liên Hợp Quốc và để và chủ tịch của Liên Hợp Quốc mà qua đây thì cái điều đó nó đạt nổ tất cả những cái mà từ hồi xưa tới bây giờ những kẻ chống mình, chống đất nước mình, chống những chống động đó, nào rêu rao, nào nhân quyền, tôn giáo, đủ thứ gì đó, nó phá vỡ mọi nguyên tắc đó. Cái bom vô mặt của bọn đó. Đó là một cú đấm thép mà đấm vào mỏ của những kẻ nó xa láo nó xạo. Con thì góc nhìn của con thế này, giống như cái câu chuyện của bố nói đó, là cái ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc qua thăm Việt Nam và ông ta có những cái bước chuyến đi, chuyến thăm từ viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm ngôi nhà của Bác Hồ. Và đặc biệt như bố với mọi người cũng thừa biết đúng không, trước cái chuyến đi của ông ta đó thì những cái tổ chức phi chính phủ ở bên kia họ luôn gây áp lực, yêu cầu ông ta phải qua đây đề cập về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà nó lại mỉa mai mắc cười một cái là suýt chuyến đi của ông ta 2 ngày và khi ông ta về rồi thì nó không có một cái câu chuyện nào liên quan tới hai cái chữ nhân quyền cả. Thì ở đó đó, qua cái câu chuyện đó đó với góc nhìn của con á thì nó chỉ thấy là gói gọn trong hai cái chữ này thôi, bố, ngắn gọn thôi, đó là gì? Giá trị, đúng không? Nó chỉ là ngắn gọn trong hai cái chữ gọi là giá trị. Qua đó chúng ta cũng thừa biết á, những thành phần mà nó kêu gào trên mạng thế này thế nọ thế lọ thế chai thì những thành phần đó làm gì có giá trị bằng cái ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đúng không? Đó làm sao có gì? Ông ấy là đại diện của nhân loại trên cái hành tinh này. Yeah. Bởi vì sao? Liên Quốc là đại diện luật pháp toàn cầu, trên đầu là cao nhất của cái hành tinh này. Thì quay lấy cái gì như tôi nói, đứa yeah. Hồ rêu rao nói Việt Nam mà không có nhân quyền nhân đủ gì đâu. Yeah. Không có cái vụ gì đâu. Mày nói thử coi nào là gì bắt bớ rồi gì đủ thứ chuyện này. Nói chung là tự do gì tôn giáo, tự do nhân quyền, nó đủ thứ. Bây từ xưa bị vu cáo gì.
cái này tao nói là một người đó, đây là một cú đấm mà đấm bằng sắt chứ không phải đấm bằng tay thường nữa, vào những cái mặt những cái thằng mà ăn du cáo chim nó láo nó xạo nó tào lao, cái thằng mấy người này là không đáng, đối với tao cũng chưa đáng trị đến một xu, một xu nó không có giá trị chuyện đó. Ok, thì cái ly này thưa quan xin phép thay mặt mọi người để mời chú cầm nha, coi như thay lời muốn nói cái sự chia tay, thưa quan xin nói trước, xin mạn phép nha, chứ không phải là tự tiện nha. Ok, con mời bố. Ok, mời. Bố nó mời bố, con bố chứ con uống trâu với bố. Chung vui. Vui rồi. Bố về bên đó rồi chúc bố là thượng độ bình an, cho con lời gửi lời hỏi thăm bà con bên Mỹ. Rồi. Cảm ơn các con rất nhiều. Mình nghĩ là một thời gian sớm nhất mình sẽ trở lại thôi. Là bởi vì sao như này? Nói một cách tâm sự một xíu à. Những 6 tháng lẻ quá ha. Quá lẻ luôn. Mà đi ít thì nhớ, mà đi nhiều cái càng nhớ nhiều, nó khổ vậy. Đi nhiều không muốn về, muốn nhiều là không muốn về. Đi muốn về đúng không? Đi ít thì nhớ, mà đi nhiều thì không muốn về Mỹ nữa. Thì bởi vì ở đây mình khám phá những điều mà hầu những thằng đi ít tao không có biết. Đúng rồi. Mấy thằng đi nhiều ở đâu là nó mới biết. Cả đời, cả đời không biết luôn. Bố bây giờ con nói ngắn gọn nghe nè, bây giờ như cái tay Nguyễn Tấn Lạc đi, làm gì có cửa đúng không, làm gì có cửa chứng kiến được cái đất nước Việt Nam hiện tại nó như thế nào, bằng xương bằng thịt, đúng rồi, bằng những hình ảnh gọi là thật nhất đúng không, hay là chỉ thấy Việt Nam qua những cái bộ vô loài thôi. Đúng rồi Phú Hữu, đêm nay ta uống cho say. Không, ta say rồi ta hát ta ca. Không, bây giờ thơ quan giả bộ thơ quan xỉn rồi nha. Xỉn rồi. Giờ chia tay lần cuối gương cười, mà nghe tim đớn đau xa rời. Nhìn chết dữ mày. Nói gì thì nói, chẳng qua bây giờ là có hai thằng lính ngồi đây chơi với ổng, ổng cười cười vậy thôi. Thấy không? Thử không? Có cái cảnh mà là tối đi, hai thằng này nó về hết, mình ổng ôm cái vali á, để coi ổng còn cười nổi hay không, cái đó mới là lạ. Không, còn ở lại còn cười. Chừng bước đi đường mới hết cười. Đó, nó rõ ràng vậy lạ. 26 giờ Hiệp Duy My, 26 là thứ năm hả bố? Ừ. Mấy giờ bố bay? 6 giờ. 6 chiều hả? Sáu sáng hả? Bay sớm ta? Sớm 4 giờ đi rồi. Vậy là 4 giờ sáng. Làm xuống trục hải quan nữa. 6 giờ sáng ngày 26 nha Hiệp Duy My. Có vô đây làm chia tay chia chân gì không? Hẹp này ra, nó thất hẹn tao quá trời nhiều á. Nói chung là con cá tao chưa vô không được, còn là không được, không quan trọng. Quan trọng là tình thôi. Ở đây mưa hơi to nha mọi người, mưa to lắm. Ông này bằng lúc nào cũng được quan hết rồi. Thơ quan đó. Quan